Trong ngày 28 tháng 10, Bộ Y tế của Israel đã bắt đầu triển khai tiêm liều 2 vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ và trong bối cảnh mà nước này đang tăng cường chiến dịch chống lại bệnh dịch này. Vaccine đậu mùa khỉ được sản xuất gồm 2 liều, tiêm cách nhau 2 tuần. Tuy nhiên, tại thời điểm Israel bắt đầu sử dụng lô vaccine đầu tiên vào mùa hè thì nguồn cung khan hiếm nên chỉ những đối tượng nằm trong nhóm có nguy cơ cao mới được tiêm mũi thứ nhất. Đến nay, Bộ Y tế Israel cho phép và khuyến khích những người đã nhận một liều tiếp tục tiêm liều thứ hai. Các chuyên gia cho rằng việc mở rộng chiến dịch tiêm vaccine đậu mùa khỉ sẽ gia tăng đáng kể khả năng bảo vệ trước dịch bệnh này. Quyết định của Bộ Y tế Israel được đưa ra sau khi một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tác động nguy hiểm từ bệnh đậu mùa khỉ đối với những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là những người bị nhiễm HIV chưa được điều trị.